Phát động hưởng ứng giải Búa Liềm Vàng lần thứ 9 năm 2024 hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc và 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Bảo đảm cơ sở vật chất, sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 2024. Cùng nhiều những thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban tuyên giáo Thành ủy vừa phối hợp với Ban tổ chức Thành ủy và Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 9. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, có tác phẩm báo chí được đăng tải trên các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Tác phẩm dự thi giải được đăng tải phát sóng tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. Ban tổ chức sẽ lựa chọn và trao 67 giải thưởng cho các loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 11 giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Lễ công bố và trao giải Búa Liềm Vàng lần thứ 9 năm 2024 dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có ý kiến chấp thuận cho công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam được tiếp tục thực hiện thí điểm dự án dịch vụ xe đạp công cộng TNGO trên địa bàn thành phố. Thời gian gia hạn thực hiện thí điểm là 2 năm. Giao Ủy ban Nhân dân các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An chủ trì cùng Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố kiểm tra xử lý các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các vị trí trạm đỗ xe đạp trên địa bàn quản lý, đồng thời có biện pháp tuyên truyền nhắc nhở người dân có hàng quán kinh doanh không lấn chiếm diện tích các vị trí trạm đỗ xe, ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng của người dân và du khách. Giao Sở Tài chính và Cục Thuế hướng dẫn công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam thực hiện các quy định liên quan đến giá dịch vụ sử dụng xe đạp công cộng và thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế liên quan. Đá cầu và kéo co là hai môn thi cuối cùng của đoàn Hải Phòng trong chương trình Hội khỏe phù đồng toàn quốc khu vực 2. Đoàn vận động viên học sinh thành phố đã xuất sắc giành 14 huy chương. Trong đó kéo co giành được 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đá cầu giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Trước đó, các vận động viên aerobic tham dự ở tất cả các nội dung và xuất sắc mang về 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, giành giải nhất toàn đoàn ở nội dung thể dục aerobic. Kết thúc Hội khỏe phù đồng toàn quốc khu vực 2, đoàn vận động viên học sinh Hải Phòng đã giành được 28 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 47 huy chương đồng, xếp thứ 2 toàn đoàn khu vực 2 sau thành phố Hà Nội. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã lựa chọn chủ đề bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Đây là bệnh nhân 21 tuổi, nhập viện trong tình trạng tức ngực, bồn chồn, khó chịu, đang được điều trị cai nghiện nicotine tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng do nhiều năm hút thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử. Lúc bắt đầu hút thì chỉ biết nghĩ là hút tinh dầu ấy để cai được cái thuốc lá bình thường như thôi. Mãi về sau thì hút nhiều quá thì bắt đầu nó mới ảnh hưởng đến cơ thể mình, biết là bỏ khuyên bố mẹ vào cho vào đây cai. Còn bệnh nhân sinh năm 2003 này biết đến thuốc lá điện tử trong một lần tụ tập bạn bè. Ngoài ra còn sử dụng thêm cần sa nên dù thời gian sử dụng chưa nhiều nhưng sức khỏe tâm thần đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Trước tôi đi chơi với bạn bè thì chỉ hút một hai lần thì cảm giác nó không sao cả, nó chỉ lâng lâng bay thôi. Nhưng mà về sau mới thấy là nó mình phụ thuộc nhiều quá vào nó, bởi vì nó cũng là một chất gây nghiện, ảnh hưởng cuộc sống rất nhiều luôn. Tôi khuyên các bạn trẻ là đừng nên sử dụng bất kỳ chất kích thích nào, nó đều ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của mình cả. Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2030
với mục tiêu quan trọng là giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành công điện chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc tăng cường biện pháp để kịp thời ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên toàn quốc. Mọi người đang hiểu nhầm và người ta nói rằng là dùng thuốc lá điện tử là để cai nghiện thuốc lá, nhưng thực tế không phải là như vậy. Chính vì thế hiện nay thì các cái cơ quan truyền thông cũng đều đang triển khai các cái hoạt động về tuyên truyền để có những cái nhìn đúng đắn hơn về tác hại của thuốc lá điện tử. Đứng góc độ của những người làm mà công tác phòng chống tác hại thuốc lá của thành phố Hải Phòng thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là thành phố cũng như là chính phủ sẽ có những cái định hướng và những cái chính sách quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn việc mà mua bán rồi là tàng trữ và sử dụng đối với thuốc lá điện tử, thậm chí có thể cấm hoàn toàn ở tại Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh, Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là diễn đàn để giới trẻ trên toàn thế giới yêu cầu ngành công nghiệp thuốc lá ngừng việc nhắm tới trẻ em, thanh thiếu niên bằng những sản phẩm có hại cho sức khỏe, kêu gọi chính phủ các nước thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá mạnh mẽ, bảo vệ các em khỏi tác động của việc quảng cáo thuốc lá, bao gồm cả việc tiếp thị qua mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số để trẻ em có một cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Năm nay, quận Hồng Bàng có hơn 1.300 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông, trong đó có 276 học sinh đăng ký thi trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Thời điểm này, quận và các trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho kỳ thi. Trên địa bàn quận hiện có 2 trường trung học phổ thông tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, trung học phổ thông Hồng Bàng được giao chỉ tiêu tuyển sinh 13 lớp với 585 học sinh. Đến nay, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi quan trọng này. Ngoài 27 phòng thi thì chúng tôi có chuẩn bị 2 phòng dự phòng ở dưới tầng 1. Thế còn tất cả các phòng thi thì ở dãy nhà B và dãy nhà C, từ tầng 2 đến tầng 4. Và về phòng y tế thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất là đầy đủ ở phòng của tầng ngay của tầng 1 để vấn đề di chuyển dễ. Còn trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong có chỉ tiêu được giao 540 học sinh tuyển sinh 12 lớp. Tổ chức thi tại 2 hội đồng, trong đó có 22 phòng thi với 528 học sinh dự thi tại trường và 10 phòng thi với 236 thí sinh dự thi tại hội đồng trung học cơ sở Trần Văn Ơn. Nhà trường đã bám sát các cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố, của Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện trong nhà trường. Về phía các thầy cô thì nhà trường đã tổ chức quán triệt quy chế coi thi, phát các cái tài liệu về nhiệm vụ coi thi của các cán bộ coi thi trong phòng thi và hướng dẫn các thầy cô thực hiện viết cam kết thực hiện đúng quy chế thi. Thế còn về phía chuẩn bị cơ sở vật chất của nhà trường thì nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ các phòng như là phòng hội đồng, phòng chủ tịch và đặc biệt là các phòng thi để đón các em thí sinh đến thi đảm bảo là thông thoáng, đúng quy chế. Cùng với chú trọng ôn tập, động viên các em tự tin bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông, Ban chỉ đạo thi của quận cũng thành lập tổ công an, bảo vệ, y tế, phục vụ, làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ từ ngày 3 tháng 6 đến hết ngày 5 tháng 6 tới, theo sự chỉ đạo, phân công của Chủ tịch Hội đồng coi thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đến thời điểm này, quận Hồng Bàng đã sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố còn đẩy mạnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trên các tuyến sông có lưu lượng phương tiện lưu thông cao, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ để phòng ngừa vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa. Tôi lúc nào cũng chấp hành đầy đủ như theo quy định của pháp luật nhà nước, chở đúng tải trọng, chở đúng mướn, như quy định chấp hành như vậy là bằng cấp đầy đủ như vậy, để như vậy là giữ an toàn cho phương tiện và cũng cho người đi trên phương tiện. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường thủy nội địa, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông còn tập trung xử lý các lỗi vi phạm như chở hàng quá vạch dấu mớ nước,
vi phạm bằng lái chứng chỉ chuyên môn, không giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, hàng trăm trường hợp đã bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Với quyết tâm của công an thành phố cùng những chuyển biến của người dân, cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước đang được thành phố Hải Phòng thực hiện có hiệu quả. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Hải Phòng hôm nay, 16 Alive. Kính chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.